Chào tất cả các bạn. Video hôm nay thì mình cũng quay về cái sản phẩm gimbal Smooth 4, cái gimbal chống rung thì dành cho các bạn quay phim, quay vlog. Thì cái này mình hôm nay mình muốn thanh lý lại cái này các bạn, vì mình cũng mua nó cũng được mấy tháng rồi nhưng mà mình không có nhu cầu sử dụng cái này. Thì nay mình muốn thanh lý lại cho tất cả các anh chị em nào mà cần sử dụng đến cái này. Thì cái này là mình cũng báo luôn cho tất cả các bạn là cái này mình mua về nhưng mà mình chưa một lần nào mà xách đi sử dụng để quay phim nghe các bạn. Mình toàn là mình quay bằng chân, bằng trụ với mình quay bằng tay là chủ yếu thôi, chứ mình không có sử dụng đến cái này, cho nên mình cứ để miết ở trong trong hộp như thế này thôi. Mình chỉ lấy ra thử, mình test ra, mình thử, mình tập, mình lấy thôi, chứ mình chưa có sách đi sử dụng thực dụng nha các bạn. Cho nên cái này mà bây giờ nó còn nguyên hộp, nguyên phụ kiện hết trong này luôn nè. Ngày thôi mình mua tới 2 triệu mấy nè. Bây giờ mình muốn thanh lý lại cho tất cả các anh chị em nào mà cần đến cái này. Thì cái riêng vì cái này, vì cái tính năng cũng như là cái thông số kỹ thuật của nó thì nó có sẵn lên Google rồi. Anh chị em có thể là vào trên Google để tham khảo thêm về cái con này nha. Còn nếu anh em nào mà đã từng dùng rồi thì đã biết rồi đó. Cái này mình cũng báo anh em là mình hiện tại mình muốn thanh lý lại cho anh em là giá 1,2 triệu. Mình cũng có nhận ship cho toàn quốc cho anh em luôn. Mà mình chỉ có một cái duy nhất nha các bạn, chứ không phải là ở đây mình không phải là buôn bán chuyên nghiệp gì cái này đâu. Mình chỉ có một cái thôi, một cái, nhưng mà mình mua về mình tính dùng nhưng mà mình không có dùng, mình không dùng nữa đây, nhưng mình muốn thanh lý lại cho anh chị em nào, các bạn nào cần thì lấy về dùng. Mình thanh lý với giá 1,2 triệu nha anh chị và các bạn. Và bây giờ để mình mở hộp phụ kiện bên trong và sản phẩm bên trong để cho anh chị các bạn xem rõ hơn nha. Rồi đây các bạn, mình mở ra này các bạn, mình lôi cái này ra bên ngoài rồi cho đó. Đó, có hộp với nó bên trong này, coi như là nó mới hoàn toàn anh chị và các bạn. Cái này là cái hộp bên ngoài, nhiều khi mình để nên ruồi dán rồi nó bu lên bụi bặm nè, nó hơi dơ dơ một xíu thôi chứ không phải là dơ nhiều. Còn cái trong bên này là coi như là mới hoàn toàn, y như là khui trong một ra này các bạn. Đó, mới can xà beng luôn, đầy đủ hết tất cả các phụ kiện, không có thiếu gì hết. Đó, mới kích luôn. Mà mình cũng cái này mình cũng chưa dùng nó bao giờ luôn, cũng không có lấy đi để dùng luôn. Cái này nên là mình để trong này mà đến nổi bụi nữa, muốn móc luôn này ha. Cái này thì dùng nó cũng rất là tiện dụng đó các bạn, dành cho những anh em quay phim vlog này thấy cũng rất là ok đó. Nó chống rung, nó có video của mình nó có hiệu quả đó. Tại đây mình không dùng nữa, mình muốn thanh lý lại. Thì anh chị em mà các bạn nào muốn lấy cái này về dùng thì để số điện thoại dưới bình luận video cho mình nha, inbox cho mình nha, rồi mình gửi cho anh chị em nào đặt trước thì mình gửi trước thôi, chứ mình có một cái một máy đó, chỉ có duy nhất một cái nha các bạn, không có nhiều như vậy. Ở đây mình không có buôn bán gì hết, vì cái này mình mua về nhưng mà mình không có nhu cầu sử dụng nữa nên mình thanh lý lại cho anh em thôi. Anh em nhờ có muốn nhu cầu mua lại chia sẻ thì để số điện thoại và địa chỉ ở dưới thông tin địa chỉ dưới phần bình luận video, rồi mình sẽ chủ động liên hệ mình gửi cho các bạn nha.